Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Wow, buổi sáng đẹp trời hôm nay, không khí tại showroom Điện Biên Phủ trở nên rộn ràng và tấp nập hối hả hơn bao giờ hết khi chào đón sự xuất hiện vô cùng hoành tráng của đội quân Organ Kidman, gồm K150, K250, K300S, K350 và đặc biệt nhất chính là mẫu keyboard cao cấp nhất mới ra mắt trong năm 2024, Kidman K360 lên đường về với lớp nhạc tại Bến Tre. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Để giúp người chơi có cái nhìn chi tiết hơn thì thông tin của 5 dòng đàn bán cực chạy của nhà Kidman sẽ được mình giải đáp đến anh em. Đầu tiên, các model này đã trở thành trào lưu trong giới trẻ khi vừa ra mắt trên thị trường cùng với cảm ứng lực nhấn trên 61 phím đàn, thiết kế kiểu dáng hiện đại năng động. Đầu tiên sẽ là Kidman K150, đàn sở hữu chức năng sustain dùng để chơi piano, đặc biệt không có trong các model cùng phân khúc. Tiếp đến là Kidman K250, đây là mẫu đàn thích hợp cho người mới với mong muốn cây organ của mình trở thành một chiếc loa karaoke. Kidman K360 đã xuất hiện rồi đấy. Đầu tiên là bộ nhớ rộng của đàn lên đến hơn 150 điệu, như khả năng cho anh em đi show cũng như luyện chơi những bản nhạc hot trend trên TikTok là bước đệm đến anh em chơi chuyên nghiệp. Đây là K300S, một trong những model đầy đủ chức năng, điệu và tiếng hiện sẵn trên mặt đàn cho anh em học chơi nhạc cực kỳ thuận lợi. Cùng Kidman K350, dòng đàn sở hữu nhiều chức năng đã rất ấn tượng dành cho anh em đi chơi show và bonus thêm 50 điệu. Phụ kiện không thể thiếu khi chơi organ là gì? Nào khám phá nha. Đầu tiên là bao đàn Kidman cao cấp màu đen nhám, hai lớp chắc chắn, độ bền cao, chống bụi, chống xước hiệu quả. Tiếp đến là chân đàn chuyên dụng với thiết kế bằng sắt bền bỉ, không bị gỉ sét. Toàn bộ đàn và phụ kiện đã đủ số lượng rồi, mời anh em cùng tiến hành đóng hàng với tụi mình nhé. Đến các bước đóng hàng thôi, các dòng model sẽ được phân loại để giúp đảm bảo đủ số lượng, dễ dàng kiểm tra tránh sai sót. Các cây organ được hai nhân viên xếp đủ hàng và bắt đầu quấn cẩn thận nhiều lớp ni lông xung quanh các mặt của kiện đàn giúp giữ nguyên vẻ đẹp của sản phẩm, đồng thời tránh ẩm ướt do trời mưa. Khi đàn được chuẩn bị xong sẽ đến chân đàn và bao đàn. Tất cả sản phẩm khi đến với khách hàng hay đại lý đều được team chu đáo đến thao tác đóng gói cuối cùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn âm thanh nhạc cụ Minh Phụng chuyên phân phối các dòng nhạc cụ âm nhạc trên cả nước với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối cho hàng trăm đại lý lớn nhỏ toàn quốc. Rất nhiều thương hiệu nhạc cụ nổi tiếng đến thị trường được Minh Phụng Music nhập khẩu trực tiếp về phân phối đến người tiêu dùng cùng chế độ bảo hành vô cùng uy tín. Đơn vị vận chuyển đã đến, cửa tải mở ra và những kiện hàng đầu tiên đã được anh em nhân viên đưa vào xe. Mời mọi người tiếp tục đồng hành cùng đội vận chuyển những kiện hàng còn lại của chuyến đi. Hai nhân viên đang mang 4 kiện đàn ra xe và đây là kiện hàng cuối và phụ kiện chân đàn, bao đàn. Vậy là buổi chuẩn bị hàng về với lớp nhạc tại Bến Tre đã hoàn tất. Nào, đóng cửa thùng tải và bắt đầu xuất phát. Thôi nào anh em ơi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.